Vâng, xin kính chào quý vị. Hiện tại tôi đang có mặt đây là xã Hòa Hiệp ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì giới thiệu đến quý vị một lô đất ở đây. Có chiều ngang theo cái mặt đường này là 28 m chiều ngang. Và sâu là 35 m. Sâu 35 m quý vị nhé. Ranh giới mình có hàng thép gai B40 này luôn này. Đấy, trên đất là có hàng thép gai B40 hết rồi nhé. Trong đây người ta còn có nuôi mấy con bò. Ai gửi trong đây không biết. Lô đất này thì sâu 35 và phía, nói chung là khu vực này là khu dân cư đường bàn cờ. Từ đây mình chạy ra, mình chạy ra khoảng cỡ một gần 100 m, cỡ 100 m là mình tới con đường nhựa. Đường nhựa 9 m, điện 3 pha, thông về Tân Lâm, thuộc 3 tỉnh lộ 328. Thông về Tân Lâm, Bảo Lâm quý vị nhé. Lô đất này mình cập theo đây được 28 m mặt tiền. Đang được chào giá, bán mức giá là 55 triệu mét có thương lượng. Ở trên đất có 100 thổ cư quý vị nhé. Đây là đất đỏ Ba Gian. Quý vị mua có thể làm được hai căn nhà, phân ra được hai ba lô gì đấy, hai lô phân ra được hai lô quý vị nhé. Còn mình thích làm nhà vườn thì mình trồng thêm một số vườn rau phía đằng sau vẫn được. Phía đây người ta có nhà, nhà rất là nhiều. Phía ngoài kia thì nhà Thái, nhà các kiểu đầy đủ hết. Đấy, con đường nhựa trước cái mặt là đường nhựa 9 m, đường điện 3 pha luôn quý vị nhé. Đấy, lô đất mình bao bọc hàng rào B40 hết rồi. Tới đây, vuông vức hình chữ nhật. Quý vị anh chị nào mua lô đất này liên hệ ngay cho Văn Trung. Mức giá 55 triệu mét. Nhớ đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Văn Trung làm những video về đất hợp lý hơn. Biết đâu quý vị sẽ lựa chọn được những cái video, những cái lô đất mà thuận lợi để mình mua làm nhà cửa gì đấy. Xin được khép lại video và chào quý vị, hẹn gặp lại trong các video lần sau.